đồ có thể tải. Em xin chào cả nhà. Chiều nay lên đồ mới nha cả nhà ơi, đồ mặc hè nha. Phơm dáng trẻ trung. Gì chết rồi vậy? Nè. Chỉ thấy giờ rồi đó. Rút mà lộn là cho bên này cho tỷ sự. Đổ một thứ lại. Hay vậy. Rớt luôn. Em xin chào cả nhà mình. Trưa nay em sẽ lên cho các chị bộ đầu kiểu nha các chị ơi. Đầu kiểu ống le nhẹ ha. Cái vải thun lỗ rất là đẹp luôn. Bộ này mặc tôm dáng tuyệt kỳ nha mấy chị, và mặc lên form rất là gọn, chân dài form gọn lắm. Tay cánh tiên hai lớp nha cả nhà, giá 125.000 bộ, đẹp lắm. Các chị vào rồi cho em xin một chấm nha cả nhà ơi. Cho em xin một chấm với ạ. Dạ em cảm ơn chị Quỳnh Đào. Em cảm ơn chị Thanh Quyên. Chị Hương rút giùm em cái tờ rồi, cái miếng khăn giấy gì hơn. Dạ em nhận hàng rồi, mặc lên ai cũng khen, hỏi mua ở đâu. Cảm ơn chị Thanh Quyên rất là nhiều. Chùi cho nó rõ lại. Chùi con mắt. Bộ em mặc rất là đẹp cả nhà ơi. Bộ em mặc là form hè nha cả nhà. Bộ em mặc là đầu hè rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn nha. Tay cánh tiên hai lớp, cổ vuông, quần ống le. Chứ nào thích mấy cái form trẻ trung thì lấy bộ này. Bộ em mặc cái chị lên giúp em mã tím nha các chị. Bộ này em chỉ có từ size số 1 tới size số 5 thôi nha. Size 1 là 50kg trở lại mặc vừa, size 2 là 55kg, size 3 là 60kg, size 4 là 65, size 5 là 70-71kg trở lại thôi nha các chị. Chất thun lỗ nha. Bộ này em không có size 6, bộ này em không có may size 6. Bộ này là quần ống le nhỏ, ống le nhẹ nha mấy chị, rất là đẹp luôn ạ. Mặc lên nhìn chân thon, đùi to như em mặc lên là nó vẫn nhỏ nha. Chớ em mã em đang mặc là mã tím nha. Đợt này đã có bông màu tím cho cái chế rồi. Rồi lên giúp em mã này là mã tím nha chị, mã tím. 125.000 một bộ, lên giúp em mã tím nha. Rồi cái này cái chị lên giúp giùm em là kẻ đỏ. Chớ em kẻ đỏ, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Chớ em kẻ đỏ, phần quần ống len, tay cánh tiên. Các chị yêu cầu mẫu hè, em ra mẫu hè cho mấy chị nè. Lên giúp em mã này là mã họa tiết. Chớ em mã này là mã họa tiết nha. Em đang mặc là mã tím. Lên giúp em mã này là mã họa tiết. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã hoa, mã hồng chứ,
lên với em mã hồng. Chớ em mã hồng nha các chị, mã hồng. Chớ em mã hồng, 125.000 một bộ, phong lỗ rất là đẹp. Rồi mã này, mã da giúp em. Lên với em mã da, cả nhà mã da. Chớ em mã da nha. Rồi mã này lên giúp em mã đỏ. Chớ em mã đỏ. Cái này em có 9 bông nha cả nhà, chớ em mã đỏ. Rồi kẻ trắng. Bộ này là bộ kẻ trắng, lên giúp em kẻ trắng. Chớ em kẻ trắng nha các chị, kẻ trắng. Rồi bông nhí. Chớ em mã bông nhí, rất là đẹp luôn nè. Chớ em bông nhí nha, bông nhí. Đây với em bông nhí à. Rồi cuối cùng là mã caro. Lên giúp em cái caro. Cái caro này cũng đẹp nữa nha cả nhà. Đẹp lắm luôn chị Nguyễn Dung ơi. Bộ này mặc vừa đẹp mà vừa mát nữa. Quần ống len nhẹ nha các chị. Mặc lên chân rất là dài. Chân của các chị tới đâu, dài tới đâu là cái quần nó dài theo tới đó. Chớ em mã này là mã caro. Chớ em caro nha. Rồi em lên lại bông cho cái chị một lần nữa xong rồi á là em mặc lại. Mã em đang mặc cái chị lên giúp em mã tím. Mã này lên giúp giùm em là mã caro. Cái caro này đẹp lắm nè cái chị. Cái tay cánh tiên hai lớp rất là dễ thương nha. Dì Quyên. Chớ em caro nha cả nhà, caro. Tay cánh tiên hai lớp. Rồi chớ em caro 125.000 bộ. Caro 3 cho chế Phạm Hằng. Chớ em bộ bông nhí. Bông nhí rất là đẹp luôn, bông nhí nha. Bông nhí mặc bộ này dáng cao lắm các chị, nó có xẻ đinh nữa nha, nó giống như hàng cấp tân vậy. Bộ này mà nói chung bộ này ở ngoài đẹp hơn ở trên line nữa các chị. Chớ em kẻ trắng. Em là cái người của em nó nhiều khuyết điểm lắm, em rất là khó mặc đồ bộ. Mặc đồ bộ ôm đồ này kia là rất là khó nha chị, nhưng mà mấy cái mẫu này mặc lên rất là đẹp luôn nè. Lên giúp em mã kẻ trắng. Kẻ trắng xe 1 em chốt cho chế Thanh Lê. Ok, chế Thanh Lê. Chớ em mã này là mã đỏ cả nhà. Chớ em mã đỏ nha cả nhà ơi, đỏ. Tiếng chị Lý chút cho em size đi chế Lý chút. Caro xe 3 cho chế Kim Thủy. Một em chốt cho chế Trúc Linh Nguyễn. Các chị có đơn nhớ để ý điện thoại giùm em nha. Nè, mẫu hả? Mẫu hết rồi. Vậy là cái chế bộ xe 2. Ai cái bộ này kẻ trắng hả? Một bé 65-63kg là mặc xe số 4 nha chị Nguyễn Dung ơi. Nhưng mà chị gọn người thì chị lấy xe 3 nha. Bình thường chị mặc ở bên em xe 3, áo dài mặc xe 3 hả? Dạ thì có khi chị mặc xe 2, có khi chị mặc xe 3. Chị gọn người, chị lấy xe số 2, 3 được rồi. Bông nhí xe 3 cho chế Anh Thi Trần. Đỏ số 3 cho chế Lê Lon. Chị Lý Trúc xe số 3. Ok, chế Lý Trúc. Chế Lý Trúc là một bộ tím. Em đang mặc xe số 3 cho chế Lý Trúc. Bộ em mặc là mã tím, chị Phạm Hằng ơi. Lên giúp em tím 3 đi chế. Chị Nguyễn Dung là một bộ đỏ 3. Ok, chị Nguyễn Dung đỏ 3. Vừa như chị Vi Đỗ Thị ơi, 70 cân thì chị mặc giùm em là size số 5 nha chị. Đơn của chế Vi Đỗ Thị, đơn của chế Vi Đỗ Thị. Bữa giờ có đi đơn thôi được không với Quy? Chế Vi Đỗ Thị là cộng giúp em hoặc là chuyển khoản nha chế Vi Đỗ Thị ơi. Tiếng của chị đi chút là tại đơn của chế đi khó quá, đơn của chế xả rất là nhiều rồi. Đó là chế cọc hoặc giùm em hoặc là chuyển khoản nha. Ai của anh? Của Nguyễn Dung. Với lại là chị lên số điện thoại giúp giùm em tím 3 cho chị Phạm Hằng. Chị lên lại số điện thoại giúp em. Cái số 0 là viết bằng số chứ không có viết bằng chữ. Viết bằng chữ
không không có ấy được ha, không có 70, với lại là chị 70 kg là chị cao bao nhiêu trên cái chiều cao luôn. Lên với em mã này mã đỏ nha cả nhà, mã đỏ bông đợt này về đẹp quá chừng luôn mấy chị ơi, kiểu này là mặc là bao tôn dáng luôn nha cả nhà. Mã này lên với em mã trắng nha cả nhà, quần có hai túi hai bên chị, quần đồ bộ thì lúc nào em may cũng hai túi hai bên. Ủa anh mã da lộn, mã này lên giúp em mã da nha cả nhà, mã da là mã này nè, chốt em mã da nha, lên giúp em là mã da. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã hồng, chốt em mã hồng ha, rất là đẹp luôn, 125.000 một bộ. Xe ba lỏ ba chị, lên giúp em mã này là mã hồng các chị, mã hồng. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã họa tiết, lên giúp em họa tiết cái bộ này mặc trắng da lắm nè cả nhà, cái mã họa tiết này nè, chớ em mã họa tiết nha, 125.000 một bộ, rất là đẹp luôn. Quần ống len nhẹ, ống len bây giờ đang trở lại mốt đó mấy chế, mùa hè này em thấy còn là quần jean, còn là ra ống len không à. Thôi nó là nó rớt trên cái chân của em ấy. Thôi là rồi đó. Chỉ còn cái chút giờ đi rồi. Xài chuyển là về hồi nước được. Tụi nhỏ nó đang cần. Chú em kẻ đỏ nha cả nhà ơi, kẻ đỏ rất là đẹp luôn, kẻ đỏ đây bộ này cũng đẹp nữa nè, kẻ đỏ. Rồi em đang mặc là mẹ mã tím nha, mã tím nha. Lên với em mã này là mã trắng nha, mã trắng. Tranh thủ chốt bộ này đi cái chị, bộ này em có 100 mấy bộ. Rồi lên với em mã em đang mặc là mã tím nha, mã tím. Rồi kẻ trắng giúp em cả nhà ơi, rất là đẹp. Kẻ đỏ size 1 em chốt cho chế Thanh lên. Lâu lâu mặc một kiểu nó hay cắn một chút. Nó là lạ gì. Rồi lên giúp em kẻ trắng nha các chị, kẻ trắng size 1 là 50 kg nha cả nhà ơi, size 2 là 55 kg nha, size 3 là 60 kg, size 4 là 65 và size 5 là 70 kg trở lại các chị đẹp nha, em mặc vừa. Đẹp quá đẹp luôn. Tím 65 kg, cao 1m nhiêu chị Đặng Thủy ơi? Có nha chị, em có cái size 70 kg nè. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị, chốt em mã này là mã kẻ trắng nè, chốt em kẻ trắng da size số 1 cho chế Trúc Linh Nguyễn. 65 kg cho em chiều cao đi chị, cao 1m55 trở lên thì mình lấy size số 4 nha. Tím 4 cho chị Đặng Thủy. Lên giúp em mã này nha các chị, 65 kg, cao 1m55 trở lên thì mặc size 4, còn dưới 1m55 thì lên size 5 giúp em nha chị. Kẻ trắng. Rồi lên giúp em kẻ đỏ, bộ nào cũng đẹp hết trơn. Chớ em mã kẻ đỏ, cái này ở ngoài nó không có mỏng đâu nha các chị, tại vì em lên trên live, trên hình á, trên live á là cái đèn nó chiếu vào cái bộ đồ của em á, nên là thường là các chị sẽ thấy nó hằn lên ha, chứ ở ngoài là mình mặc nó bình thường nha, nó rất là đẹp. Kẻ trắng size số 2 cho chị Thúy Quỳnh. Em là 1m58, em mặc em nặng 50 kg là em đang mặc size số 1 á. Là vừa với em luôn, rất là đẹp. Rồi lên giúp em mã kẻ đỏ cả nhà, kẻ đỏ. Đó là em mặc lên có nhiều chị nói là mỏng, không có mỏng nha. Rồi lên giúp giùm em kẻ đỏ nha cả nhà, kẻ đỏ size 2 cho chế Thúy Quỳnh luôn. Rất là đẹp. Mặc lên chân dài miên man nha mấy chị. Rồi lên giúp giùm em mã kẻ đỏ. Chốt em họa tiết.
Lấy luôn bộ họa tiết này đi, chế Thúy Quỳnh nó đẹp quá. Caro 5 cho chế Thanh Ngọc. Ok, chế Thanh Ngọc. Cho em mã họa tiết cả nhà. Đầu này mặc là bao mát, bao đẹp luôn á mấy chị, đẹp lắm. Kiểu dễ thương. Buổi chiều uống cà phê. Buổi chiều á nha. Tối đi ạ. Chiều đi ăn hột vịt lộn. Uống trà sữa. Chú em mã này là mã họa tiết nha cả nhà. Chị Minh Thùy. Trời ơi, chắc mặc bộ này đi quá hả? Bộ này được nè. Bộ này mang đôi giày đó mới hợp. Nói là biết kìa, tính nói. Đi ứng tiễn hoàng tử. Họa tiết là số 2 cho chế Thúy Quỳnh, họa tiết 3 cho chế Lê Loan. Đem theo xây cua bộ bà ba hả? Chó em mã này mã họa tiết nha các chị, họa tiết. Đẹp quá đẹp cả nhà ơi. 125.000 mặt cao mét luôn. Chó em mã này mã hồng cả nhà ơi, hồng. Chó em mã hồng ạ. Mã hồng nha các chị, đẹp nhà em, đẹp quá à các chị ơi. Cái tay cánh tiền cũng dễ thương, mát mẻ, mặc lên cao ráo như người mẫu. Chó em mã này mã hồng ạ. Hồng kèm size giúp em. 125.000 một bộ. Đồ mặc nhẹ nhàng thoải mái. Chó em mã hồng, hồng kèm size giúp em. Hồng 4 em chốt cho chế Hoa Lê. Ok, chế Hoa Lê. Chốt em mã hồng nha cả nhà. Hồng hồng 2 em chốt cho chế Kích Ti Meo. Chốt em mã da. Hồng 3 cho chế Kim Thủy. Quần ống hơi le tí xíu nha chị Hoa Lê. Quần ống le nha. Phơm quần ống le bên em là khách rất là thích. Mặc lên rất là đẹp nha mấy chị. Mặc lên là chân dài viên men. Da 4 cho chế Hoa Lê. Quần ống le đang hot trở lại đó mấy chị. Giờ quần riêng hè em thấy còn mấy bạn mặc còn lóng le không. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt em mã da, da kèm size với em cả nhà, rất là đẹp. Em mặc cái áo ra nên là các chị nhìn thấy nó dài nha, còn các chị mặc áo ngực vô thì nó sẽ bình thường. Đẹp lắm cả nhà, mặc mát. Chốt em mã da cả nhà ơi, da. Da 2 cho chị Kích Ti Meo, da 2 em chốt cho chế Thúy Quỳnh. Dạ ok chị Hoa Lê, dồn tổng đơn. Em tổng hai bộ hôm qua luôn nha, giờ có kêu rồi gửi lên cho chị. Chó em mã này là mã da nha cả nhà, mã da. Mã đỏ. Chó em mã đỏ. Caro chờ em tí xíu chị, chút xíu em mặc tới luôn. Ôi mã đỏ đẹp lắm. Cái bông này mà lên bà ba với lên áo dài chắc nó đẹp lắm nhỉ. Bộ lên nó đã đẹp rồi, lên cái kia nó còn đẹp chứ. Rồi lên giúp em mã này là mã đỏ nha cả nhà, mã đỏ. Dạ ok chế Hoa lên. Rồi lên giúp em mã đỏ thì cả nhà, đỏ. Da size 4 cho chế Xuân Mai. Chế Xuân Mai 65kg cao bao nhiêu vậy chế Xuân Mai ơi. Cho em cái chiều cao với chế đẹp. Đẹp quá cả nhà ơi. 125.000 một bộ chị, em có ghim giá, em có ghim giá thôi để em xin chị.
Cái nào lên số ký thì lên luôn giúp em cái chiều cao đi nhé chị. Từ ngoài 4 ra chị. Trước tiên là lên 4 trước đi. Chốt giúp em mã này nha cả nhà ơi, đẹp quá. Lên giúp em mã đỏ. Đỏ ngay cho chế tiếp email. Đỏ rất là đẹp cả nhà. Còn cái 65 ok chế size 4 chuẩn luôn nha. Rồi lên giúp giùm em mã này đi cả nhà. Chốt em mã này. Cái này các chị mặc đó là nhìn mông tròn đầy đặn ha, eo thì nhỏ. Ngực thì tùy ha. Nói chung là tôn dáng, tôn eo, tôn mông. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha mấy chị. Chốt em mã này mã đỏ nha, mã đỏ. Đỏ 3 chốt cho chế Hồng Loan. Đỏ 3 cho chế Thúy Quỳnh. Da 5 cho chế Bo Vũ. Tám 8kg cho chế một bao vũ mua dùm quá. Lên giúp em mã bông nhí cả nhà, bông nhí. Trời ơi cái bộ bông nhí này nó đẹp mấy chế ơi. Cái phong quần đẹp thiệt lắm. Ha. Những đồ quá nha. Người ta đang cứng rắn lên nè. Thì nó khen nè. Cô Võ Thủy ơi, cô Võ Thủy hàng có cái vấn đề gì nhận hàng xong thì chụp gửi qua Messenger giùm con mới giải quyết nha. Chắc phải thun lỗ nha chị. Bộ bông nhí này đẹp nè, chế Hoa Lê ơi, chế Hoa Lê lấy bộ bông nhí này đi. Lấy thêm bộ bông nhí với bộ caro nữa chế Hoa Lê ơi. Còn không chế lấy đủ luôn đi. Chế lấy đủ bông luôn đi, kiểu này đẹp quá à. Bữa sau em may thêm cái quần ống le cho mấy chị nữa, nhưng mà em sẽ may có tay ngắn lên đây nè. Chốt em mã này nha, mã bông nhí. Bông nhí size 4 em chốt cho chế Hoa Lê. Bộ bông nhí này đẹp lắm. Cái chị đẹp nhà em chốt đi, bộ bông nhí này ngoài nó đẹp hơn ở trên like nhiều lắm mấy chị. Chốt em mã bông nhí nha, bông nhí kèm size với đây đang chuẩn bị mặc phải không? Chị mua cho chị 58kg, sao chị để 68kg? Vậy chị mua cho chị là chị đã biết size rồi thì chị lên size giùm em luôn đi chế Bo Vũ. Còn ghi nữa, thiệt tình chế em luôn á. Lần nào chế mua chế cũng luôn buồn hết trời. Size 3, da 3 cho chế Bo Vũ. Ví dụ như chị đã biết là chị mặc size số 3 vừa rồi thì chị cứ ghi giùm em là mình lên cái size thôi, đừng lên số ký nữa. Chế ghi nhầm, em lấy nhầm cho chế. Cái đó cô coi lại Messenger của cô coi làm sao ha. Messenger của con là khách vẫn gửi hình, gửi tin nhắn đồ bình thường, không có bị lỗi gì hết. Bông nhí size 3 cho chị Quế Nhi, bông nhí size 5 cho chị Thảo Lan, bông nhí size 3 cho chị Bo Vũ. Chị Bo Vũ bình thường mặc bên em size 3 thì bây giờ mình cứ lên mã đồ và mình kèm theo cái số 3 ở phía sau là được nha. Phone này là phone bình thường, không có lên xuống gì hết. Còn cái nào mà lên xuống thì em sẽ hỏi lại. Điều đó của ai vậy chứ? Quê Nhi. Quê Nhi chứ? Quê Nhi vậy đó. Quê Nhi Bo Vũ là còn cái này nó bị mất là chị Thảo Lan. Tím với bông nhí size số 2 cho chế Hồ Thơ. 1m50 nặng 55kg mặc size 3 đúng rồi đó chị Quế Nhi. Size 3. Form này nó gọn chứ nó cũng không có to. Bông nhí size số 2 của chị Kitty Mail đi đơn chung với hạn qua nguyên. Ok chị Kitty Mail. Rồi lên giúp em mã bông nhí nha, bông nhí. Ừ, khỏi gọi cho chị. Rồi bộ cuối cùng là mã caro. Cái này em có tổng cộng là 9 bông nha. Caro này cũng đẹp nữa các chị. Cái caro này màu nó ở ngoài nó hơi tím tím nhẹ. Tí xíu cái gì xe 2 chị. Hai bộ lên nha. Tím với bông nhí xe 2.
lấy đi, bông nhí xem hai. Vậy vậy chứ Hương. Sợ nó chưa gà. Không dám dục. Caro xe số 4 cho chế Hoa Lê. Dục cũng hư. Cái Caro đẹp quá, đẹp luôn mấy chế ơi. Rồi thảy ra đây rồi, đây em về, để em về lại để nó sẽ. Nó nhảy ra vậy là nó lên rồi đó chứ, chỉ cần đứt ra thôi. Bộ Caro ở ngoài đẹp xuất sắc luôn á các chị. Bộ này ở ngoài các chị mặc đẹp hơn ở trên live gấp mấy lần luôn. Bao đẹp, bộ này là bao đẹp. Bao đẹp, bao tôn dáng. Rồi em lên lại mã đồ cho các chị nha. Caro 3 em chốt cho chị Nguyễn Thị Loan. Chị Bao Vũ cái gì size số 2. Caro 3 cho chế Thí Quỳnh. Chế chốt cái gì size 2 chế ơi, lên mã đồ kèm size giùm em. Lên giúp em mã này là mã da nha cả nhà. Chốt em mã này là mã da nha. Chốt em da. Rồi mã này lên giúp em mã đỏ. Đỏ là quá đẹp luôn nha. Chốt em mã đỏ. Chốt em mã này là mã đỏ nha cả nhà, mã đỏ. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã hồng. Chốt em hồng các chị ơi, hồng. Caro size số 2 cho chị Trần Cẩm Cúc. Chốt em mã này là mã hồng nha cả nhà, mã hồng. Chốt em mã hồng. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết. Đỏ số 3 bông nhí size 3 Caro 3 cho chế Chương Hạnh. Ok, chế Chương Hạnh. Caro chế Thiên Lộc cho em. Size chế Thiên Lộc ơi. Chưa biết size thì cho em cân nặng kèm chiều cao. Lên với em mã này là mã họa tiết các chị, họa tiết. Giá thì có 125.000 một bộ à. Chị Kim Thủy được 2 bộ phải không? Caro với hồng đúng rồi chị. Ủa sao cái caro của chị Kim Thủy không thấy vậy? Không thấy nổi luôn. Thấy bình luận mà không thấy. Caro hồi đầu like hả? Hồi đầu. Đúng rồi. Caro size 3 cho chế Trang Hồ Quỳnh. Đúng rồi, chế Kim Thủy có 2 bộ đó chế Kim Thủy. Rồi lên giúp em mã này là mã kẻ đỏ nha cả nhà. Các chị tranh thủ chốt đi. Bộ này em có số lượng rất là ít nha. Chỉ có hơn 100 bộ thôi. Lên giúp em mã này nha các chị. Chốt em mã này là mã kẻ đỏ. Chốt em kẻ đỏ. Rất là đẹp luôn ạ. Chốt em kẻ đỏ nha, kẻ đỏ. Chị nào thích màu sáng mà mặt trẻ trung lấy cái này. Chốt em kẻ đỏ, cao 1m6, nặng 53kg là size 2. Chị Thiên Lộc một bộ caro size số 2. Ủa kẻ đỏ chứ. Kẻ đỏ là caro, rồi một bộ caro size số 2 chị. Lên với em bộ này bộ kẻ trắng. Caro 1 cho chế Huỳnh Tấn Phát. Chốt em kẻ trắng, kẻ đỏ size 3 cho chế Quế Nhi. Rồi lên giúp em kẻ trắng nha nha. Chốt em mã kẻ trắng. Đẹp lắm cả nhà ơi. Lên với em mã kẻ trắng nha, kẻ trắng. Bộ này các chị mặc lên nhìn rất là gọn và cao nữa. Đẹp. Chị Lệ Huyền. Mã hồng size số 4 cho chị Lệ Huyền. Chốt em mã tím. Lâu lắm mới thấy cái này có họa tiết tím đó mấy chị. Có họa tiết nó có màu tím. Như thiếu bộ gì đó. Bộ bông nhím. Giấu đó chị. Giấu nè. Người ta mới sợ người ta mới lộn lại. Người ta chưa có kịp để lên. Giấu quá. Chân ngắn mà mày đặt giấu giấu. Em đánh gì đẹp nha. Cháu em mã tím đó chị. Mã tím nha. Cháu em tím. Rất là đẹp ạ. Rồi cuối cùng là bông nhí. Cái này tổng cộng em có 9 bông cho cả nhà mình. 9-3 em chốt cho chị Nguyễn Thị Bích Loan. Mặt rất mát chứ ơi. Bộ này là đúng mùa hè luôn đó các chị. Đúng hè luôn á. Mặt rất là đẹp nha. Bộ này về mà mặt mà không được khen á là không lấy tiền mới chế luôn đó. Bộ này đẹp lắm. Em
là caro. Lên giúp em bộ này, bộ bông nhí. Bộ bông nhí ở ngoài đẹp hơn ở trên like luôn á. Trên like nhìn thấy không có rõ. Đây là bộ bông nhí. Chớ em bông nhí nha các chị, bông nhí. Kẻ trắng size 2 cho chết kích tim eo. Họa tiết caro size số 5 cho chị Thảo Lan. Của chị Thảo Lan đi đơn luôn, khỏi gọi. Ok chị Thảo Lan. Chớ em mã này nha các chị, bông nhí. Các chị ơi bông nhí. Caro size số 4 cho chế Xuân Mai. Cái chị muốn em mặc lại bông nào nói em mặc nha. Hết caro 5 nha chị. Cái chị muốn em mặc lại bông nào nói em mặc lại nha các chị. Giờ em dơ lại một lần họa tiết cho các chị nói nha. Chị Xuân Mai là size số 4. Caro size số 4. Chớ em bộ này cả nhà, chớ em mã này là mã bông nhí à. Bông nhí. Em mặc là caro nha. Các chị muốn em mặc lại bông nào thì nói em mặc lại. Chớ em mã này là mã tím. Tím mộng, tím mơn. Chị Võ Thủy ơi, chị vào cái trang của em ha. Chị vào cái trang hàng đẹp giá rẻ. Chị vào cái đầu trang luôn. Chị sẽ thấy có cái tin nhắn ở trong đó. Chị chỉ cần bấm vào cái tin nhắn đó giùm em. Còn nếu như mà chị vào không được thì chị coi coi chị tải Messenger về chưa nha. Chứ ai gửi cho em cũng được hết trơn, mà chế gửi không được là sao. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị. Tiếng số 3 anh chế cho chế Hồng Long. Chị thoát ra khỏi cái like này, chị vào đầu trang của em là nó sẽ có một cái nút là tin nhắn. Rồi mình nhấn vào đó giùm em. Chứ chị tìm ở trên Messenger sao chị tìm ra em được. Chị chưa có nhắn tin cho em lần nào thì làm sao chị tìm trên Messenger nó ra. Caro số 2 cho chị Thiên Lộc. Chị Caro xe số 2 chị Thiên Lộc có rồi. Rồi lên giúp em mã này là mã tím nha cả nhà, chớ em mã tím. Mặc mã gì đây? Mặc mã hồng đúng không? Rồi ok, mặc màu hồng. Rồi em mặc là caro nha. Cái caro này ở ngoài nó đẹp hơn ở trên like nhiều lắm mấy chị. Cái caro này ở ngoài nó xuất sắc luôn á. Đợt này về toàn là họa tiết đẹp không à. Cái lô vải đợt này chị Tư em chỉ về ấy không à. Đẹp đẹp không à. Của chị Hồng Loan đi đơn luôn, khỏi gọi quý. Kẻ đỏ xe số 2 cho chị Trần Thị Cẩm Cúc. Đúng rồi, vải thun chế Xuân Mai ơi, thun lỗ mặt rất là đẹp, mát nữa chị. Tím 60kg em chốt cho chị Kim Nguyễn Giao. Chị Kim Nguyễn Giao ơi, chị 60kg chị cao bao nhiêu thì chị đẹp ơi, cho em xin thêm cái chiều cao với. Đây là mã hồng. Vải thun này là cái chị mặc là bao mát luôn đó chị. Nói chung là bộ này đẹp đó. Em đang xin cái chiều cao. Rồi xe 3 chứ. Ok chứ Kim Nguyễn Giao mặc xe 3. Đây mã này là mã hồng nha chứ. Em đang mặc là mã hồng. Rồi cái này là mã đỏ giúp em. Đỏ rất là đẹp luôn nè. Lên giúp em mã đỏ, cả nhà mã đỏ. Tay cánh tiên em ai, tay cánh tiên 2 lớp cho cái chị luôn á. Dễ thương lắm mấy chị. Nói chung là cái chị yêu cầu em ra hàng mùa hè là cái này là ok nè. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị. Lên giúp giùm em mã này là mã đỏ nha. Chốt em mã đỏ. Rồi mã này lên giúp em mã da. Caro size số 3 cho chị Hồng Loan. Caro 3 hết rồi. Caro 3 em hết rồi chị Hồng Loan ơi. Các chị tranh thủ chốt nha. Bộ này em có ít lắm nên là các chị tranh thủ lên. Có 100 mấy bộ à. Hơn 100 bộ tí xíu à. Lên giúp em mã này là mã da. Lấy qua mã kẻ đỏ ha, kẻ trắng gì đi chị. Hoặc mã da nè. Em hết caro rồi, hết caro 3. Caro 2 cho chị Ngô Thị Lộc. Chị Lộc cho em số điện thoại nha chị Lộc ơi. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã da nha. Sau này cái chị có thắc mắc gì về ở quên, cái chị có hàng nó có bị vấn đề gì, sau khi có chị nhận hàng cái chị chụp, cái chị gửi qua Messenger giùm em mấy chị. Có gì chị gọi cho em xong rồi nó không có biết đơn vị gì rồi gửi tới mất công hỏi rồi em không có nhớ đó. Lên giúp em mã này là mã họa tiết ha. Mã da xe số 2 cho chị Ngọc Diễm. Da 3 em chốt cho chị Kim Nguyễn Giao. Lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết nha cả nhà ơi, họa tiết.
giống em mã này là mã họa tiết, cái bộ này mặc lên trắng da lắm nè, cái họa tiết này nè, lên giúp giùm em mã họa tiết nè. Rồi kẻ đỏ hồng size số 2 cho chị Cẩm Nhung, em thấy số điện thoại của chị Lộc. Rồi lên giúp em mã kẻ đỏ cả nhà, kẻ đỏ nghe em đọc cái nào mà chưa có ra đi nói em như chứ giống em kẻ đỏ nha cả nhà, kẻ đỏ. Rồi kẻ trắng. Cái này nữa. Rồi để lên tìm. Chị Xuân Mai ơi, nói chung là vải này là không có mỏng nha chị ơi. Nói chung là vải này là vừa mặc đó, còn chị nào mà sợ mỏng thì quỷ đơn giùm em nha. Tại vì khi mà các chị kiểm tra hàng là các chị sẽ thấy nó mỏng. Mà mùa này là em đang cần vải mỏng để mà mình mặc cho nó mát. Tại vì gọi là thun lỗ thì cái chị dơ lên vậy nè, vải nào nó cũng y chang nhau, không riêng gì caro mỏng hay dày, trong cái lô này loại nó y chang nhau như vậy. Chị Xuân Mai chịu thì chốt, còn không thì em xả ra nha, không có sao hết. Để thôi em gửi tới mất công chê mỏng chê dày nữa. Chị thấy em mặc lên đâu có thấy cái gì đâu nha. Cái vải khi mà cái chị nhìn cái ngoại quan ở ngoài á, khi mà cái chị cầm lên á, cái chị nhìn bằng mắt của mình thì mình không có nói gì được đâu mấy chị. Tại vì cho nó dày đi cỡ nào đi chăng nữa, cái chị đưa lên trên ánh sáng như thế này cái chị vẫn thấy nó mỏng nha. Nhưng mà quan trọng là khi mà mình mặc vô trong người mình cảm thấy mình thoải mái và nó không có lộ da lộ thịt của mình ra, và không có lộ cái đồ trong của mình ra là ok nha, cái nội y ra là ok. Chứ bây giờ mấy chị cứ hỏi dày mà mùa này giặt mặt dày sao mà chịu nổi, rồi sợ mỏng đồ này kia nữa. Cái này chắc chắn nếu như mà chị nào nhận hàng á lên là sẽ nói giải mỏng nè. Nhưng mà cái chị mặc đi, em giải thích hoài luôn. Mình là mình ở miền Tây mấy chị, miền Tây nó chỉ có hai mùa thôi, mùa nắng với mùa mưa thôi. Mùa này mùa hè ha, nó nóng gần chết luôn, dễ dày chi. Rồi đó, rồi chị nào á thì mặc được á thì chốt. Còn nếu mà chị nào mà ở miền ngoài á mà ngay cái mùa lạnh á thì thôi đừng chốt. Nha, thôi đừng có chốt. Để thôi về nói mỏng mặc không được nữa. Còn em là em giải thích rất là nhiều, còn hàng á khi mà em bán cho mấy chị, ví dụ cái nào mà mỏng thì em nói, còn cái này là vải mình mặc lên là bình thường so với cái đồ bộ thun. Rồi ok chưa? Rồi. Hồng size số 2 chị Cẩm Nhung có rồi đúng không? Ừ. Họa tiết chị Tâm Dương cho em cái size 125.000 một bộ à. Kẻ trắng size số 3 cho chị Kim Nguyễn Giao. Còn chị nào mà sợ mỏng thì thôi cái chị đẹp nhà em xả đơn giùm em luôn nha. Để em gửi tới mất công chê mỏng, không nhận mất công em lại tốn tiền phí ship. Thêm một bộ kẻ trắng size số 3 cho chị Thúy Quỳnh. Kẻ trắng size số 3 cho chị Trang Hồ Quỳnh. Bộ này lên giúp em kẻ trắng đi chế Ngọc Diễm. Tại vì cái chị cầm lên cái ngoại quan của chị, cái chị nhìn bằng mắt là cái chị sờ vô là cái chị sẽ thấy nó mỏng, nhưng cái vải của nó rất là ok ha. Tại vì em gọi nó là thun lỗ thì nó giống như là thun lỗ thì cái chị thấy nó lỗ lỗ, mình nhìn qua trên ánh sáng vậy là mình sẽ thấy nó mỏng hơn vải bình thường của mình thôi. Vải này rất là đẹp, vải này em nói thật cái chị ra ngoài shop, cái chị mua ở ngoài ra ngoài tiệm vải mua chưa chắc gì có luôn á. Số 2 kẻ trắng em chốt cho chị Ngọc Diễm. Chị Thúc Lan Viên ơi, chị 71kg, chị phải cao và chị phải gọn người tí xíu giúp em. Bình thường bên em chị mặc size số 5 vừa không? Nếu mà bình thường chị mặc đồ bộ bên em size 5 vừa thì cái này chị mặc size 5, tại vì bộ này em không có size 6. Đồ đẹp quá em, mẹ chị khen quá luôn. Dạ em cảm ơn chị Kim Dung Nguyễn, 67kg mặc size 5 giúp em nha chị Nguyễn Trang ơi. Rồi, họa tiết cuối cùng là mã caro giúp em. Giải này cái chị mặc không nhăn, không rút, không bị xù lông nha. Co giãn thì co giãn 4 chiều, chất vải không dày cũng không mỏng. Trời, một cái chất liệu vải nó quá tuyệt vời như thế mà mấy chị còn đổi gì nữa mới chết. Mặc đâu có thấy gì đâu. Em đặt 2 bộ caro, chị Thiên Lộc lấy 2 bộ caro luôn hả chị, 2 bộ giống nhau luôn hả?
cho em thêm một bộ caro size số 2. Vậy là hồi nãy chị Thiên Lộc cho thêm một bộ. Ok, vậy là em lấy thêm cho chế Thiên Lộc một bộ nữa. Là em hết. Caro size số 5 hết rồi chế Thích Lan Duyên. Caro 2 em hết luôn rồi chế Liên Bích. Đây, còn bộ này nãy size 1 hay size 2? Size 1 đó. Rồi caro hiện tại là caro size số 2 và size số 5 là em hết nha mấy chị. Đây mã da nè, chế đẹp nè, hồi nãy chị đang mặc mã da nè. Caro hiện tại bây giờ em chỉ còn được có size 1 với lại là size 4 và size 3 em cũng hết luôn rồi. Caro 3 em hết luôn rồi. Em chỉ còn có 1 2 1 với 4 thôi cả nhà. Caro chế nào bộ này chế nào size 3 có thể lên size 4 được nha. Form nó gọn lắm, nó không có bự đâu mấy chị. Size 1, ví dụ như bình thường cái chị mặc size 3 thì cái bộ này cái chị chốt size 3 thì cái chị mặc nó sẽ vừa ôm ha, còn size 4 thì nó sẽ vừa thoải mái hơn tí xíu chứ nó không có rộng nha. Rồi chốt giúp giùm em mã da nè chế. Kẻ trắng size 3 cho chế Thu Thị. Đẹp lắm luôn cả nhà ơi, bộ này mặc đẹp lắm. Đẹp gọn người, cao. Các chị mặc lên nhìn chân mình dài, dáng mình cao lên đủ xíu. Chế Thu Thủy hôm bữa đổi số điện thoại mới rồi, nó chế Thu Thủy cho số điện thoại mới. Chế Thu Thủy cho em số điện thoại mới, chế Thu Thủy ơi. Cho em số điện thoại mới nha chế. Hiện tại ở trên hệ thống em đang lưu của chị là số 620 đó, chị có đổi thì đổi số thì cho em lại số mới. Mã da 4 cho chế Lệ Huyền. Da 1 em chốt cho chế Huỳnh Tấn Phát. Các chị có muốn em mặc lại bông nào nữa không cả nhà ơi? Chờ một xíu. Chị lấy cái bọc bỏ. Cái gì? Phải nói mới hiểu chứ tỷ chỉ ai biết vụ gì trời. Xong em đưa chị cái ly nước đây. Đây bộ kẻ trắng nè cả nhà. Da 5 cho chị Thảo Lan. Ủa da 5 hết luôn rồi. À da 5 còn. Ok da 5 cho chế Thảo Lan. Da 3 em chốt cho chế Thí Quỳnh. Da 5 cho chế Thức Lan Duyên. Là em hết da 5. Đơn của chế Huỳnh Tấn Phát đi là đơn luôn, khỏi gọi. Ok chế Huỳnh Tấn Phát. Đây bộ kẻ trắng nè cả nhà. Chế Thi Quỳnh là lấy thêm bộ da nữa hả? Ừ đúng rồi. Chế Thi Quỳnh là lấy thêm một bộ da 3. Chị ơi còn bà ba. Da số 2 giống bộ chị mặc không? Bộ nguyên bộ bà ba hả chị còn chứ? Bà ba ống rộng nguyên bộ đúng không? Size số 2. Này size 1. Còn được còn nè chế ơi, chế có lấy không? Nguyên bộ, em chốt cho chế Út Quỳnh nha, chế Út Quỳnh. Bộ này 140. Giá cho chế. Chế Tâm Dương size số 2 là chế Tâm Dương lấy cái gì vậy chế Tâm Dương ơi? Họa tiết size số 2 cho chế Tâm Dương. Trời nãy giờ nó mới nổi cái bình luận của chế lên. Họa tiết size số 2 cho chế Tâm Dương. Nguyên bộ nha chế Úc Quỳnh. Cái đó là nguyên bộ ống rộng nha chế. Ok em lấy cho chế rồi á. Tâm Dương là 3 hai chị. Dạ ok chế Thúy Quỳnh. Rồi để em mặc bông nhí cho. Em đang mặc là mã kẻ trắng cả nhà ơi, kẻ trắng rất là đẹp luôn. Chốt em kẻ trắng nha cả nhà, kẻ trắng. Trăm 25.000 một bộ. Kêu em mặc bộ gì quên tiêu rồi, bộ bông nhí rồi. Ok bông nhí đẹp lắm chị, bông nhí nên lấy đi, bông nhí đẹp lắm đó. Cho chị bộ em đang mặc, chị Ngô Thị Lộc ơi, chị lấy bộ đó lên giúp em kẻ trắng nha chị ơi. Kẻ trắng 5 cho chị Nguyễn Trang.
Chứ bộ em mới vừa cởi ra, tại em không biết ở bên màn hình của chị đang thấy em mặc bộ nào á. Rồi lên giúp em bộ bông với số điện thoại mới của chị Thu Thủy. Đây bộ bông nhí. Bông nhí là nên chốt đi chế. Đẹp lắm á. Bông nhí hiện tại em chỉ còn được có đủ size không chế? Hết 3 hả? À 3 còn. Rồi bông nhí. Bông nhí hiện tại em còn đủ size, nhưng mà mỗi một size em còn có 1 hoặc là 2 bộ à. Bông nhí này các chị chốt đi đẹp lắm á. Em mặc ở trên line nó không đẹp bằng ở ngoài đâu mấy chị. Tại vì cái bông nhí các chị sẽ không thấy được chi tiết cái bông nhiều. Ở trên line ha, ở ngoài nhìn nó mới đẹp. Bông nhí size số 2 cho chị Cẩm Nhung, kẻ trắng size số mấy chị Ngô Thị Lộc ơi? Chị Ngô Thị Lộc mặc size số mấy ạ? Size số 2 luôn rồi, kẻ trắng size 2 cho chị Ngô Thị Lộc. Rồi chốt em bộ bông nhí đi cả nhà. Bộ bông nhí này cái chị nên chốt, cái chị ơi đẹp lắm. Trắng size 2. Rồi kẻ trắng size 2 hết. Nè bồn bộ mẫu. Mẫu size 2 nè, bộ mẫu bên chị coi phải size 2 không? Ok. Rồi xong phải thêm màu 3 đi. Cho chị ly nước đi. Bông nhí 3 cho chế Hồng Loan. Bông nhí size 2 cho chị Nguyễn Thị Bích Liễu. Mã bông nhí nha. Họa tiết nè. Bộ này mặc lên trắng lắm. Cho em họa tiết đi cả nhà, họa tiết. Bông nhí size số 2 cho chị Bích Liễu là em hết. Bông nhí 2 nha cả nhà. Cho em mã họa tiết đi cái chị. Bộ này cái chị mặc trắng da lắm nè. Dễ thương. Cưng không? Cưng. Chớ em họa tiết nha. Rồi em qua cái mẫu này nha cả nhà. Em qua cái mẫu mẫu bát này nha. Em sẽ lên cho các chị mẫu khác. Em đang mặc là mã họa tiết nha cả nhà, họa tiết rất là đẹp luôn. Em lên cho các chị một bộ 6 mảnh nha. Em lên cho các chị một bộ 6 mảnh bông, ở bên 6 mảnh màu. Em đang mặc là quần ống bát, không phải là mặc quần ống rộng chị. Quần ống bát nha. Rồi em lên cho các chị bộ 6 mảnh màu nha các chị ơi. À, em còn mấy bộ ống rộng cách tân. Ống rộng cách tân bà cách tân nè mấy chị. À, ống rộng bà giống như bà ba cách tân vậy đó. Em lên cho mấy chị luôn, còn có mấy bộ à. 130.000. 130.000 bộ ống rộng nha, em còn được chờ bộ. Họa tiết 3 chốt cho cháu anh Nguyễn. Bộ em mặc là bát nhẹ vậy nè chị, bộ này mặc đẹp lắm. Thun lỗ, chốt thun lỗ giúp em. Đây mới là bộ ống rộng nè. Lên cho các chị bộ ống rộng nha. Bộ này em gần hết là 130.000 các chị.
bộ ấm rộng cắt tân, cái chị giống như bà ba cắt tân vậy đó, bộ bông. Lên giúp em mã này là mã trắng nha, mã trắng 130.000, chị nào lấy thì lên giúp em mã trắng một, em chị em bộ này em còn size 1. Bộ đó em còn họa tiết nha chị Oanh Nguyễn ơi. Bộ đó em còn họa tiết, em có tới 9 họa tiết luôn chị. Chị chờ xíu thì em lên lại. Rồi lên giúp em mã này nha cả nhà. Chỗ em mã này là mã trắng nha. Bộ này nó vẫn có xẻ lên hai bên hết chị. Nó giống như bà ba vậy đó. Ở phía trước em có làm cái nút thắt cho mấy chị nha. Làm cái nút thắt tay, tay lỡ, cổ vuông rất là đẹp luôn. Bộ này là thắt nhà em rất là thích. Lên với em mã trắng nha cả nhà. Mã trắng em còn được hai bộ size số 1, 50kg trở lại mặt vừa. Lên với em mã trắng. Caro size số 4 thì chị Hồng Nga còn hay không? Hết rồi chị. Đang sắp size 4 mà. Câu hình cái đi rồi trả lời. Năm đó chị đang sắp size 5. Caro size số 4 cho trái Hồng Nga. Trắng số 1 cho trái Tiền Bích. Trắng chế lái trắng này hay chế Tiền Bích ơi. Trắng em đang mặc là bộ này đẹp lắm, 130.000. Chị Thiến Quỳnh ơi, trắng chị lấy size mấy, kèm size giùm em nha. Không có size là em không có chốt, tại vì cái này em còn lẻ size, cái này em còn trắng 1 không à. 50kg trở lại mặc vừa, chị lấy trắng 1 thì chị lên em là trắng 1. Rồi mã này lên giúp em mã kem đi cả nhà. Cái này ok. Bị gì á? Chị Hồng Nga chị gửi cho ok hả? Ừ ok. Có địa chỉ rồi thì mình cứ gửi thôi. Trắng 1 50kg trở lại nha, chế đẹp. Chế này ở bên đó còn size 5 với size 6 đúng không chị? Mã này lên với em mã kem nha. Mã kem em còn được size 2, size 5 và size 6. Size 2 là 55kg, size 5 là 70kg và size 6 là 75kg. Lên giúp em mã này là mã kem giúp em với chị, mã kem. Bộ này rất là đẹp luôn á cả nhà. Bộ này em sẽ ra cho cái chị một lô thứ 2. Nhưng mà lô thứ 2 thì không biết khi nào có. Nên là lô này mua đi để hết. Chỗ em mã này nha các chị, 55kg là mặt size số 2, size số 5 là 70kg và size số 6 là 75kg. Lên giúp em mã này là mã kem. Đấy luôn bộ này chứ Thúy Quỳnh ơi, bộ này đẹp lắm nè. Cái này em còn có 7-8 bộ gì em hết rồi. Lên giúp em mã kem nha các chị yêu ơi. Kem, kem size 2 cho chế Thúy Quỳnh. Rồi em còn được kem 5 với kem 6 cả nhà. Ở phía trước này là nó là nút thắt nha. Tay thì em lên may cho cái chị tay bồng lỡ nè, xẻ đinh hai bên, nó giống như bà ba vậy đó. Em gọi cái bộ này là bà ba ống rộng cắt tân. Lên giúp em mã kem nha, kem em còn size 5 với size 6. Rất là đẹp luôn. Ok, chế Thúy Quỳnh. Số 1 hết rồi chế Kim Anh ơi, số 1 còn cái bông khác. Rồi mã vàng. Vàng em còn được 2 với 5. Mẫu cách tân mặt đẹp lắm. Chị mua 4 bộ rồi chờ hàng mẫu mới chị giả. Ok chứ Hồng Hạnh. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Lên giúp em mã này là mã vàng. Vàng em còn được size 2 với size 5. Vàng em còn được size 2 với size 5. Các chị đẹp chốt em mã vàng. Vàng em còn được size 2 với size 5. Cái chị đẹp chốt giúp em mã vàng. Lấy luôn bộ này chế Thúy Quỳnh ơi, đẹp lắm luôn. Mặc lên nó bao sang và bao đẹp luôn đó cả nhà. Kem 65kg, bây giờ em còn kem 5 được không chế Phương Vũ ơi?
em còn kem 5 được không? 65kg thì nếu như mà chị tròn người thì chị mặc size số 5 vừa, còn nếu mà chị gọn người thì chị mặc nó sẽ hơi thoải mái tí xíu. Vàng size 2 với size 5 cho Chế Thí Quỳnh luôn. Ok Chế Thí Quỳnh. Ồ, nó đẹp đẹp xuất sắc. Rồi bộ cuối cùng là mã hồng size số 1. Cuối cùng là em còn một bộ mã hồng size số 1. Hai bộ như thế. Em còn một bộ hồng size số 1 50kg trở lại mặt dừa. Rồi em còn bộ kem 5 với bộ kem 6, chế nào mua ủng hộ em luôn đi. Còn bộ này nữa nè. Kem 5 cho Chế Thí Quỳnh luôn, là em hết kem 5 luôn rồi, em còn kem 6. Vậy là Chế Phương Vũ không có nha, Chế Phương Vũ ơi, tại vì 65kg là thường mình mặc size số 4 nha. Mà em hết 4 rồi. Hồng các chị ơi, hồng. Hồng em còn được bộ size số 1 nè, 50kg trở lại mặc dừa. Quá đẹp luôn. Chốt em mã hồng. Bộ này bao sang luôn. Chắc em ra lại, em ra ra thêm lô ống rộng với em ra thêm lô ống đứng cho mấy chị nữa qua. Em khoái cái kiểu này nè mấy chị. Ra cái bông khác. Nói chung là mặt nó rất là sang ha. Rất là đẹp luôn. Chốt em mã này nha các chị. Vàng 2 hết rồi chứ ơi. Hồng 1 em chốt cho Chế Thí luôn. Thí Quỳnh luôn. Rồi em hết là Chế Phương Vũ rồi, Chế Phương Vũ chốt sâu luôn rồi. Đã là chậm quá em chốt cho khách luôn rồi. Mày sao là bà sao rồi. Em như ngộ quá, một cái lùn, cái sốt cái lùn, cái dễ quá kìa. Nó cũng phản ảnh nó ngộ chứ. Rồi em còn được một bộ kem size số 6, bà ba. Màu nút thắt có màu ngọc, màu mạ, màu tím gút. Chế Kim Anh ơi, em còn được màu xanh ngọc với màu tím rút cho Chế, còn màu xanh mạ không có. Chốt cho Chế hai bộ nha. Size số 1. Có màu xanh riêu á Chế. Ủa anh màu xanh màu gì, màu xanh lá đậm á. Nhưng mà màu xanh lá đậm em còn size 2 nè, không có còn size 1. Size 1 cho Chế một bộ màu xanh ngọc nè, 140 ha. Với lại một bộ màu tím rút. Tím rút. Size số 1 bây giờ em còn được một bộ mã. Ủa chị chốt mã lạ hả? Mã lạ này là hôm bữa mình còn size mấy á Nguyên hả? Mã lạ. Chế Kim Anh lấy mã lạ hả? Mã lạ hay là mã mạ chứ? Mã lạ là hình như C3, C4. Mã lạ này hình như C3, C4 gì em nhớ. Nó hết size nhỏ C4 luôn. C4 ạ. 4 thôi. Size 1. Thêm 1 bị lỗi. Nhưng mà cái này nè chị về chị giặt giùm em được không? Cái bộ này em giảm tiền cho chị. Là nó bị lần lần nó dính dầu hay nó dính gì á. Về chị giặt ra giùm em được không? Hai ba lần vậy nè. Mạ hay lạ? Lạ như, chứ đâu có xanh mạ đâu. Bởi vì mình ra đâu có xanh mạ. Bộ này Chế Kim Anh lấy á, thì em bán cho Chế bằng cái bộ lam luôn 110 nha. Nó bị chỗ cái quần xíu nha. Người ta đang tư vấn. Ok Chế Kim Anh ha, bộ này nốt vô cho Chế Kim Anh 110.000. Rồi hai bộ kia với hai bộ kia là 140 bộ. Rồi là hết. Em còn được bộ hồng voi size số 1 với màu đỏ rượu rồi. Còn có bộ hồng voi size 1 nữa là hết rồi. Này còn từ size 2 trở lên không à. Nhớ nốt bộ đó 110 nha. Vâng. Đơn của chị Sang Nguyễn là đi rồi đúng không Nguyên? Đi rồi. Đơn của chị Sang Nguyễn là của chị Hương đi rồi đúng không chị Hương? Mobi đi theo hai người rồi. Rồi chị, đơn của chị Sang Nguyễn đi rồi nha chị ơi. Ok Chế Kim Anh em lấy cho Chế Kim Anh luôn bộ hồng voi. Là của Chế Kim Anh tổng cộng 4 bộ, là em hết size 1 luôn rồi đó Chế. Không còn bộ nào size 1 nữa. Rồi em lên cho cái chị bộ bà ba nút thắt không?
trước khi lên bộ bà ba nút thắt đông em sẽ lên cho các chị lại cái họa tiết của cái bộ em mới về nha, cái mẫu em mới về. Cho em một bộ đi, chế cho em bộ mã tím đi. Bộ này là giá 125.000 cái chị. Bộ ống bát nha, bộ kiểu ống bát mặt hè rất là đẹp luôn. Chó em bộ này là mã tím, chó em mã tím, mặc lên chân dài gọn hơn luôn nha mấy chớ ơi, đẹp lắm. Tay cánh tiên 125.000 bằng cái chị đi mai tiền công. $125.000 một bộ cái chị. Bộ kiểu mặt hè quần ống le nhẹ giúp em. Quần ống le nhẹ nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Mặc lên chân dài lắm. Mấy chị thấy bữa nay em mới đi kéo chân ra đó. Nay em lên được 1m62 rồi. Chỗ em mã này nha các chị, em đang mặc là tím nha các chị, tím. Cái là thun lỗ này lâu lắm rồi em mới thấy cái màu tím đó mấy chị, bình thường nó không có, nó ít lắm. Cái bộ này em có từ size 1 đến size 5 thôi nha cả nhà ơi. Bộ này em không có size 6 nha. Size 1 là 50kg, size 2 là 55kg, size 3 là 60, size 4 là 65 và size 5 là 70. Vân hả? À, cảm ơn nha Vân ơi. Nghe không? Tưởng là ai lấy rồi, lấy gì? Mã tím size 5 còn không Quyên? Tím 5 còn. Tím 5 em chốt cho chế Nguyễn Trang. Là hết tím 5, có còn bộ nữa. Rồi chốt em mã, em đang mặc là mã tím nha. Cái này các chị lên giúp em caro. Cái caro này cũng đẹp nữa nè cả nhà. Cái caro này ở ngoài nó, các chị nhìn nó cũng hơi màu tím môn tí xíu nha, hơi màu tím môn tí xíu. Chốt em mã này là mã caro nha cả nhà ơi, caro. Em đang mặc là mã họa tím. Ủa quên lộn, mã tím, em xin lỗi. Tím size 2 còn không chế Hương? Tím 2 đó, ở dưới. Tím 2 cho chế Tường Vi, caro 3. Caro 3 nãy mình hết rồi đúng không? Caro 3 em hết rồi, chế anh Nguyễn ơi. Chế anh Nguyễn lên caro 4 đi, cái form này không có rộng đâu. Nói chung là size 3 thì chế mặt ôm, mà size 4 thì chế mặt vừa, vừa thoải mái hơn chứ không có rộng nha. Caro 3 em hết rồi. Rồi lên giúp em mã hồng nha cả nhà, mã hồng. Bộ này em có hơn 100 bộ hả, nên chị tranh thủ chị chốt đi để hết á. Nãy giờ em bán gần hết rồi. Cái này là bao đẹp. Chốt em mã này nha cả nhà, lên giúp em mã này là mã hồng. Chốt em là mã hồng. Hoặc là chế chọn qua bông khác giùm em. Bông nhí đi chế, bông nhí cũng đẹp nữa nè. Bông nhí 3 em còn bộ đó, chế lấy đi để hết đó. Bông nhí hiện tại là còn được 1, 3, 4, 5, 6. Đúng không? 4 còn bông nhí. 4 hết rồi hả? 4 năm. À còn 4 năm 6. Nhớ nãy tới nhìn còn. Em nó bệnh. Chắc qua bên đây. Chớ em ở bông nhí nha các chị ơi, bông nhí em còn được 1 3 4 5 6. Anh em vừa xử lý nữa. Chị đang mặc nút thắt tay ngắn còn hết rồi chế Kim Anh hết rồi. Nhí 3 cho chế Anh Nguyễn, hồng 2 cho chế Thảo Vi. Tay dài bây giờ em chỉ có bà ba hả chế Mã Thiên ơi. Tay dài giờ em chỉ có bà ba hả chị. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt em mã này là mã bông nhí. Bông nhí rất là đẹp luôn. Bông nhí. Rồi kẻ trắng nè. Hồng size 3 cho chế Nguyễn Hân. Ok chế Nguyễn Hân hồng size 3. Kẻ trắng cả nhà, kẻ trắng. Chốt em kẻ trắng nha. 125.000 bộ. Rất là đẹp luôn. Chốt em kẻ trắng nha các chị. Quần ống le nhẹ tí xíu giúp em rất là đẹp. Caro size số 4 cho chế Oanh. Ok chế Oanh. Rồi lên giúp em mã này là mã họa tiết. Họa tiết này các chị mặc nịnh da lắm nha. Lên trắng lắm, rất là đẹp.
màu không sáng không tối, chế nào thích màu nhu nhu thì lấy bộ này, rất là đẹp. Chế trắng 3 cho chế mã thiên, chế trắng 4 cho chế trắng 3 hết. Chế trắng 3 còn bộ mẫu. Còn bộ mẫu. Chế trắng 4 cho ai? Chế trắng 3 em chốt cho chế mã thiên. Gia biêu cho chế Hương. Chưa. Chế trắng 4 cho chế cát lê. Ok, chế cát lê. Rồi, lên giúp em mã họa tiết cả nhà, họa tiết. Họa tiết nha, chốt em mã họa tiết. Họa tiết kèm size giúp em luôn. Chốt em mã họa tiết. Rút cho em bộ caro chứ. Ủa quên caro đây còn. Chờ em xíu đi chứ ơi, chờ em tí xíu em vô lại. Rồi lên giúp dùm em caro, hiện tại em chỉ còn xe 1 với xe 4 này nha. Kẻ trắng xe 2 mình còn không chị? Không rồi. Kẻ trắng xe 2 em hết rồi, kẻ trắng hiện tại em còn con xe 4 không hả? Kẻ trắng hiện tại em chỉ còn duy nhất xe 4 mà chứ. Chế Nguyễn Châu ơi, đơn hàng của chế Nguyễn Châu mua lại thì vui lòng chuyển khoản 100% dùm em nhận đơn lại ha. Không, bên em không có miễn ship nha chị Hầu Thơ. Chị mua từ 3 bộ trở lên không rơi vào hàng sale, chị chuyển khoản 100% thì em miễn ship. Còn nếu mà em thu có thì phí ship là 25.000. Dạ em cảm ơn chế Thúy Quỳnh. Hồng Ba em chốt cho chế Thu Thủy. Đỏ, bộ đỏ này xuất sắc luôn nè, cái chị chốt đi. Bộ đỏ này bông đẹp đó. Chốt em mã đỏ cả nhà, mã đỏ. Chốt em mã đỏ nha cả nhà ơi, mã đỏ. Em bán có 125.000 bộ rồi mấy chị nha, giải rất là đẹp luôn. 125.000 bằng tiền công cái chị đi mai một bộ à, nên là em không có miễn ship được nha. Đỏ ba em chốt cho chị Thu Thủy. Giải thì em mai cho cái chị là giải rất là đẹp nha, giải khung lỗ, giải này cái chị ra ngoài shop vải cái chị mua nhiều khi không có luôn đó. Hết đỏ ba hết luôn. Đỏ ba hết chứ Tường Vi ơi. Đỏ còn mấy em? Còn size mấy với size mấy không? 4, 5. 2, 4, 5. Đỏ hiện tại em còn 1, 2, 4, 5. Chị nào size 3 có thể lên size 4 được nha cả nhà. Tại vì là cái form này nó không có bự, nên là cái chị lên size nó sẽ không có bị rộng, mà cái chị mặc nó vừa thoải mái hơn thôi. Ví dụ như size 3 bình thường cái chị mặc sẽ ôm nha, sẽ ôm. Tại vì em đang mặc size 1 nè, em là 1m58, em nặng 50kg, em có 65, em đang mặc size 1 nè mấy chị, là nó ôm vừa người em luôn. Caro size số 2 hết rồi chứ ơi. Caro bây giờ chỉ còn được có size 1 với size 4 thôi. Caro hiện tại chỉ còn 1 với 4 thôi ạ. Hết size 2 luôn rồi. Đỏ 4 cho chế Tường Vi. Đơn hàng đã gọi gọi là đi rồi nha chị Linh Lê. Đơn của chị Nguyễn Thị Hương gọi sáng đến chiều đều không bắt máy. Ngày 5 tháng 5 đơn em xả rồi chứ Nguyễn Thị Hương nha. Đơn của chị Hương là gọi không có nghe máy. Em đọc lại số điện thoại cho chị xác nhận dùm em số điện thoại đúng không nha chị. 0834 555, 3 con số 5 liên tiếp 152. Rồi chị coi lại dùm em coi nha. Chị nhận hai bộ mango chín tốt vừa và đẹp lắm em cảm ơn chứ Hồng Vân rất là nhiều. Rồi lên giúp em bộ này là bộ kẻ đỏ cả nhà. Kẻ đỏ, kẻ trắng xe số 2 hết rồi chứ ơi. Kẻ trắng hiện tại bây giờ em chỉ còn duy nhất xe số 4 thôi. Mình lấy qua kẻ đỏ dùm em được không? Rất là đẹp nè. Kẻ đỏ chứ ơi, em còn kẻ đỏ. Em đang mặc là mã tím. Tím rất là đẹp luôn cái chị. Tím ở ngoài đẹp lắm. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ xe tím. Mã tím ở ngoài rất là đẹp cả nhà. Chị Nguyễn Thị Hương ơi, bên em gọi cho chị không được là bên em đã xả đơn rồi nha. Bữa nay là qua tới ngày 7 rồi là em đã xả đơn 2 ngày rồi, là không có còn hàng để ship lại nha chế. Kẻ đỏ xe số 2 em chốt cho chị Yến Nhi Nguyễn. Lên giúp em bộ kẻ đỏ cả nhà. Kẻ đỏ giúp em nha. Em đang mặc là mã tím. Chị muốn mua thì chị chốt đơn, chốt lại hàng giúp em là cái thứ nhất. Cái thứ hai lần sau mình mua thì để ý điện thoại giùm em nha chị. Mã tím xe số 3 cho chị Mã Thiên. Ê, kẻ trắng còn bộ xe 3 chị ơi. Kẻ trắng còn bộ xe 3 hả? Ừ. Kẻ trắng em còn được một bộ xe 3 chế đẹp nào. Chốt kẻ trắng 3 thì chốt lại giúp em nha. Kẻ trắng chị nào xe 2 thì có thể là lên xe 3 giúp em được luôn nha cả nhà. Chị Thanh Mai
Chị Thanh Mai có nít bơm hàng, muốn mua hàng lại thì đồng ý chuyển khoản 100% thì em nhận đơn lại nha chị. Kẻ đỏ ba cho chế mã thiên luôn. Kẻ trắng em còn được bộ size 3 luôn cả nhà. Kẻ trắng hiện tại còn được 1 bộ 3 với lại là 3 bộ 4. Đây là bộ kẻ trắng. Kẻ trắng với kẻ đỏ là họa tiết giống y chang nhau, chỉ khác nhau về màu thôi ạ. Nên là hết kẻ trắng thì các chị lấy kẻ đỏ cũng ok ha. Rồi, bộ này là lên giúp em là bộ bông đỏ nè. Mã này lên giúp em bông đỏ hay mã đỏ cũng được, mã đỏ nha. Lên giúp em mã đỏ, chị nào lấy kẻ đỏ thì lên kẻ đỏ, còn chị nào lấy đỏ thì lên đỏ giúp em, hoặc là kỹ hơn thì lên bông đỏ. Rồi, chốt giúp giùm em bộ này. Đẹp lắm cả nhà. Chốt em bông đỏ nha, các chị chốt đi. Không chốt cái like này là tối không có, tối mà không coi được like nữa là ngày mai là hết hàng rồi đó. Không có còn hàng nữa hả? Kẻ đỏ 2 em chốt cho chị Nguyễn Lon Lon. Là hết kẻ đỏ 2. Là em hết kẻ đỏ 2. Chị có đơn hàng nhớ để ý điện thoại giúp em nha. Em cảm ơn rất là nhiều. Chốt em mã hồng. Lên giúp em mã hồng nha cả nhà. Chất thun lỗ mặt rất là đẹp luôn. Quần ống le nhẹ nha cả nhà. Quần này cái chị mặc à, chân mình dài với là gọn lắm đó chị, rất là đẹp nha. Em là đùi em to lắm đó, thường mà em mặc quần ống nhỏ là cái chị nhìn nó sẽ không có đẹp. Đùi to mà chân cong nữa chứ. Rồi lên giúp giùm em mã hồng nha cả nhà, chốt em mã hồng. Đây là thường là em thích mặc quần ống rộng là như vậy đó, quần ống rộng hoặc quần ống ống le không à mấy chị. Đồ của em ít có khi nào có đồ ống nhỏ lắm. Chốt em mã caro. Đây, caro em chỉ còn được có size 1 và size 4 thôi. Caro này ở ngoài cái màu của nó như màu tím môn nhẹ nhẹ vậy đó, rất là đẹp nha cả nhà. Caro hiện tại em còn được size 1 với lại là size 4. Cái đẹp thì hết size 2. Em thấy bông nào cũng đẹp mà chứ. Size 2 còn bông đẹp không? Mã đỏ cũng đẹp nè. Mã hồng nè, mã tím nè. Họa tiết nè. Đi đỏ. Mã da. Đỏ mã da nữa. Ờ hình như nãy giờ mình thiếu mã da đó. Rút cho chị bỏ mã da đi Quy. Rồi chị Hương nè. Ủa không cho chị kiểm cho em. Thiếu. Da còn sao mấy Quy? Da này 2, 3, 2, 3, 4, 5. Caro 4 em chốt cho chị Cát Lê. 5 hết da. Bông nhí. Đây cái bông nhí này ở ngoài đẹp lắm. Trắng còn bộ xe 5 nữa nè. Hú hồn thì chứ giấu quá trời giấu. 3, 4, 5. Ai giấu. Giấu quá trời. Kẻ trắng hiện tại bây giờ là còn được size 3, size 4 và size 5 cả nhà ơi. Đơn của chị Cát Lê đi đơn luôn nha. Bông nhí size số 3 mình còn không? Bông nhí 3 hết rồi chị Út Quỳnh ơi. Chị Út Quỳnh lên size 4 giùm em đi. Bông nhí hiện tại bây giờ chỉ còn được có 1, 4, 5 à. Bông nhí hiện tại bây giờ em chỉ còn được size 1, size 4 và size 5. Rồi mã da giùm em đi. Da còn từ size 2 trở lên đúng không? 2, 3, 4, 5 đúng không? Đúng rồi, 2, 3, 4. Mã da em còn được 2, 3, 4, 5 nè. Không có 5, 2, 3, 4 à. 2, 3, 4 à các chị. Da em còn được 2, 3, 4 nè, rất là đẹp luôn. Mã da. Bây giờ lên thiếu một họa tiết. Chốt em mã da nha. Da em còn được size 2, size 3 và size 4. Các chị đẹp chốt em mã da. Da 2, 3, 4. Để em mặc thử cái mã da này cho các chị xem. Nè cái họa tiết này cũng đẹp nữa nè. Bông nhí 4 cho chế Út Quỳnh. Da 2 cho chị Yến Nhi Nguyễn. Chị Yến Nhi Nguyễn hồi nãy chốt bộ gì để em xả ra đi. Chị đổi da 2 là chị đổi, hồi nãy được bộ gì? Kẻ đỏ 2. Rồi kẻ đỏ 2 xả ra đi. Vậy là còn bộ kẻ đỏ 2. Da 2 hết rồi chị Nguyễn Lon Lon ơi. Da 3 em chốt cho chế Hoa Mộc Lan. Rồi lên giúp em mã này là mã họa tiết. Chốt em họa tiết nha. Xe số 2 là 55kg, cao 1m55 trở lên nha cả nhà. Chị nào mà hơi tròn người một tí xíu hoặc dưới 1m55 thì có thể lên size giùm em mẫu này nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết, chốt em mã họa tiết. Em đang mặc là mã tím. Đây là mã
da hiện tại là em còn được 3-4. Da hiện tại em còn được size 3 với size 4 chứ chị đẹp chốt em mãi da. Nha chị. Trời lên giúp em mãi da cái chị. Quần ống bóp nhẹ rất là đẹp luôn. Chị Thảo Vy lấy tím 2 xả hồng 2. Đấy 4. Rồi đây là mã họa tím. Rồi em có tím rồi, giờ chỉ xả bộ hồng thôi đó. Chỉ đâu có mã hồng đâu. Xả tím 2 lấy hồng 2 phải không? Lấy cho em tím size 2 xả hồng nha chị. Ủa nãy giờ chỉ đâu có cái nào hồng đâu. Chị Tường Vy hay chị Thảo Vy? Thảo Vy. Thảo Vy 74. Rồi. Đây hồng 2. Xả đi. Tím 2 em chốt cho chị Nguyễn Lon Lon. Tím 2 xong lấy chị. Đây là mã họa tiết nha các chị, rồi em hết cái mẫu này nha. Em qua cái mẫu khác cho mấy chị. Tím 2 hết luôn. Chị Duyên Lê là đơn 180 đúng không? Ngày hôm qua hả? Cái gì Duyên Lê đó đơn em còn giữ chứ gì? Không, Duyên Lê của chị gì đó. Gì? Vina hay gì? Duyên Lê là Viettel 180.000 chị mới chuyển nè. À, để chị Susu cà rốt chuyển đơn rồi. Rồi, để con đi ra. Ok, chế Duyên Lê nha, em nhận được hàng, em nhận được chuyển khoản rồi chị. Rồi em đang mặc mã này là mã họa tiết cho chị. Con này mặc rất là đẹp nha cả nhà. Trắng đó. Rồi em lên cho các chị thêm một mẫu 6 mảnh màu nha các chị. 6 mảnh màu cũng rất là đẹp, 6 mảnh màu là 120.000 một bộ. Rồi em lên cho các chị bộ 6 mảnh nha, 6 mảnh màu, giá 120 quần ống đứng nha cả nhà. Cái này là quần ống đứng xuông xuông xuống giùm em nha. Rồi bộ em mặc là bộ 6 mảnh chất không lay dông các chị, 120.000 một bộ ha. Em đang mặc màu này là màu tím sen. Màu tím sen em còn được size 1 với size 2. Chị xếp theo màu vậy đây. Này xếp theo màu. Size 1 với size 5 cả nhà. Màu tím sen em còn được size 1 với size 5 nha. Các chị đẹp chốt xếp giùm em màu tím sen. Là cái cục đó cục mẫu riêng rồi đó chị. Cục mẫu riêng. Ở này là cũng là 1 nè. Chất lai dông nha các chị ơi, em đang mặc là màu tím sen nha. Tím sen em còn được size 1 với size 5. Size 1 là 50-51kg trở lại và size 5 là cho các chị 70-71kg trở lại. Các chị đẹp nhà em mặc vừa. Đây với em màu tím sen. Rồi, màu nâu đất này còn size mấy chứ? Dưới cùng. Cái 1 không? Cái 1.
ra được cây hai luôn. Chế bộ chế bông ra cho em ơi. Nếu xe 1 thì đưa em xe 1. Xe 2 xếp đi. Hai bộ xe 1 hết rồi. Chớ em màu nâu đất đi cả nhà. Nâu đất em còn được xe 1 với xe 2. Tím sen xe số 1. Em chốt cho chị Thúy Quỳnh. Tím sen xe số 5 cho chị Nguyễn Trang. Rồi em còn một bộ tím sen xe số 1 nữa các chị. 120 chứ. Màu nâu đất giúp em đi cả nhà. Nâu đất em còn được xe 1 với lại là xe 2. Nâu đất em còn được xe 1 với xe 2. Cái chị đẹp chốt em màu nâu đất nha. Rất là đẹp luôn. Nâu đất 1 và nâu đất 2 chốt giúp em ạ. À. Nâu đất. Chốt em màu xanh ngọc. Đất xe máy chốt 1. Kìa sao nó lộn vô xe 2 nữa. Rồi đem lại xe 1. Chốt em màu xanh ngọc. Xanh ngọc em còn được xe 1 với xe 2. Cái chị đẹp chốt em màu xanh ngọc. Rất là đẹp luôn cả nhà. Xanh ngọc em còn được xe 1 với xe 2. Này 51, 52 kg trở lại. Cái chị đẹp cho em mặc cũng vừa. Form màu thì thường nó sẽ thoải mái hơn. Form bông một tí xíu. Nâu 2 cho chế Thúy Quỳnh. Xanh ngọc em còn được xe 1 với xe 2 cả nhà. 120.000 một bộ. Rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Cổ răng cưa. Rồi lên giúp em màu này là màu cam đất cả nhà. Cam đất em còn được size số 2 với lại là size 3. Cam đất em còn được size 2 với size 3. Các chị đẹp chốt em ha cam đất. Chứ cho nó cùng một màu đi. Rồi em đọc em lên tới màu nào chứ coi sai chứ đọc cho em hơn chứ hơn. Màu xanh coban kìa sắp theo màu á, ý em vậy đó chị hiểu không? Sắp theo màu chứ không sắp theo sai nữa, nó còn ít. Nên là khi mà em đọc em lên cái màu nào là chứ đọc cái sai cho em để em báo hết là được. Xanh đen nè. Xanh đen, cái bộ xanh đen đó chế. Em nói chế hiểu không? Có nghĩa là chế thấp sắp theo màu hết giúp em chứ đừng có sắp theo size nữa, hiểu không? Đúng rồi. Rồi em dơ cái màu nào chế đọc size lên giùm em để em báo thấp thôi chứ khỏi sắp theo size nó lu bu. Của chế Thanh Mai là cái đơn của mình đó là hồi tháng 2 á chị, hồi tháng 12 á nha, hồi tháng 12 năm rồi là chế có một đơn quàng, em không nhớ là cái gì ha, nhưng mà ở trong đây là nó là bơm hàng. Thì ví dụ như bây giờ chị có mua lại thì chị chuyển khoản cho em 100% đơn thì em nhận lại đơn cho mình. Đồ ngủ mang gồ, đồ ngủ mang gồ là chị muốn mua đồ quần đùi hay là sao chị Ngọc Kim ơi? Bộ quần ống bát em mới vừa like còn nha chị. Chế Hương Nguyễn từ chối nhận không lý do, ngày 4 tháng 3 không có trả ship. Chế Hương Nguyễn cũng vậy luôn, mua hàng lại thì chuyển khoản 100% giùm em. Size 3 màu cam đất em chốt cho chế Thúy Quỳnh là em hết. Rồi em còn một bộ cam đất size số 2 các chị. Em còn một bộ cam đất size số 2, các chị đẹp chốt giúp em nha, cam đất size số 2. Rồi màu tím chẩm. Tím chẩm em còn được 1, 2, 3. Cam đất 3 em hết rồi chứ Út Quỳnh ơi. Cam đất 3 em hết rồi chị. Lên với em màu tím chẩm cả nhà. Tím chẩm em còn được size 1, size 2 và size 3. Đồ đùi mang gồ em chỉ còn có một mã duy nhất. Còn có một bộ duy nhất luôn. 55.000. Cam đất size số 2 cho chị Yến Nhi Nguyễn. Rồi bộ này bộ lỡ luôn rồi chứ. Vậy là em hết luôn rồi. Hết đùi rồi chị, đùi mang gồ em hết rồi. Đùi mang gồ dây là em hết rồi ha. Còn đồ mang gồ mà có đồ mang gồ mà có tay hình như là em còn được vài bộ đó, nhưng mà bữa nay không có lên đồ đó. Đưa em bộ cam đất mà hôm nay em không có lên màu đó nha chị.
chó em màu này màu tím cẩm nha cả nhà, chó em màu tím cẩm. Chín gì vậy? Chín cái quần kìa. Đây nè. Chiều nay dẫn đi gắn gắn đèn led vô mới được. Chó em màu tím cẩm. Tím cẩm em còn được size 1, size 2 và size 3 nha các chị ơi. Tím cẩm nha. Rồi màu xanh Cuban. Xanh Cuban em còn được size 1 với size 5. Các chị đẹp chốt em màu xanh Cuban. Xanh Cuban em còn được size 1 với size 5. Các chị giá 120.000 một bộ. Lên giúp em màu xanh Cuban. Một năm lên giúp em xanh Cuban nha. Rất là đẹp luôn, xanh Cuban. Cam sữa. Cam sữa em còn duy nhất một bộ size số 1. 51-52kg trở lại các chị đẹp nha em mặc vừa. Chị tháo cho em bộ xanh đen với bộ đỏ rụng đó ra nữa là đủ. Xanh đen còn size 1, với size mấy nha chị? 1 với size 1. Rồi với màu đỏ rụng đó nữa là đủ, hợp đủ màu rồi đó. Chốt em màu này là màu cam sữa cả nhà, cam sữa. Cam sữa em còn duy nhất size số 1 phải không? 51-52kg trở lại các chị đẹp nha em mặc. Ok, cao trên mét 55 là mặc vừa. Rồi màu đỏ rượu. Đỏ rượu em còn được một bộ size số 2. 55-56kg trở lại. Chú em màu này là màu đỏ rượu. Chị nào mà cao tí xíu 57kg trở lại mặc cũng vừa. Tại vì thường cái vải màu nó sẽ co giãn tốt hơn nha chị ha. Với lại là cái này em may theo tùng chữ E. Nên là ví dụ như chị nào mà có cái bụng dưới á, cái bụng mà từ cái rúng trở xuống nè, mà nó hơi to tí xíu cái chị mặc vẫn không thấy nha. Và nó rất là tôn cái dòng eo của cái chị luôn. Tím cẩm size số 2 em chốt cho chị Minh Thành Trang. Chế Thí Quỳnh lấy màu đỏ rượu size số 2 hả chế? Đúng không? Đỏ rượu size số 2 cho chế Thí Quỳnh. Rồi xanh đen em còn được size 1 với size 2. Cái chị đẹp chốt giúp em mã xanh đen ha. Xanh Cuban size số 1 cho chế Thí Ngô. Xanh đen em còn được size 1 với size 2. Cái chị đẹp chốt em mã xanh đen. Cái chị xanh đen 120.000 một bộ chất lai dông các chị đẹp chốt em ha. Rồi xanh đen em còn được size 1 với size 2. Xanh đen này các chị chốt đi, bộ này góc đẹp nên này, vải nó cũng đẹp nữa. Bộ đỏ rượu này chốt cho chị Thí Quỳnh. Ừ. Cái gì chứ? Cuban nè. Rồi lên giúp giùm em màu này nha các chị. Xanh đen size số 1 cho chế Lê Hương, xanh đen size số 2 cho chế Thu Lê, là em hết xanh đen 2. Em còn được một bộ xanh đen size số 1. Không có xanh đen 3 chứ Thiên Long Vũ ơi. Chứ Thiên Long Vũ thấy cái bộ em mới về chưa? Bộ ông bác chưa? Chế, bộ ông bác tay cánh tiên á, bộ đó đẹp á. Chị nào mà thích mấy cái kiểu trẻ trẻ trung tí xíu mặc mấy bộ đó đẹp, xuất sắc luôn. Rồi lên với em mặc xanh đen, xanh đen em còn bộ size 1. Chị nào mặc size 1 chốt xanh đen đi, bộ này vải đẹp nha. Chất nó mịn như nhung luôn. Xanh đen em còn được bộ 1 rồi, em hết rồi đó các chị. Em đang mặc là màu tím sen. Tím sen em đang mặc còn được bộ size 1 luôn. 120.000 ha, chất lai dông. Em đang mặc là màu tím sen, màu này lên giúp giùm em là màu xanh đen. Chốt em mã xanh đen. Rồi lên giúp em màu cà rốt, màu này cũng đẹp nữa nè. Cà rốt em còn được một bộ size 1, 51-52kg trở lại. Cà rốt cao mét 55 trở lên với em là vừa. Xanh Cuban em còn được size 1 với size 5. Cuban em còn được 1 với 5. Chốt em xanh Cuban à. Cuban còn được 1 với 5. Rồi tím cẩm là em còn được 1, 2, 3. Tím cẩm em còn được size 1, size 2 và size 3. Tím cẩm em còn được 1, 2, 3. Chị Yến Nhi Nguyễn ơi, cái màu thì y chang như em mặc vậy nè. Rồi mình mặc lên là cái màu thôi chứ. Nó rất là dễ luôn chứ, kêu em mặc chi cho nó mất công vậy. Màu cái chị giáo rất là dễ chọn. Xanh đen size số 2 chị Thu Lê có nha. Tại vì nó còn có mấy bộ à mấy chị. Xanh đen mặc lên thì nó đã rất là đẹp rồi. Có nhiều chị kêu em mặc á, màu đen cũng kêu mặc nữa. Màu là cái chị rất là dễ chốt nha. Ví dụ như bông á thì cái chị không có hình dung lên được. Còn cái bông nó lên sao chứ màu rất là dễ mấy chị. Màu nào mình thích thì mình chốt thôi. Em mặc cái màu xanh đen lên nó đen thù lùi chị đâu thấy gì đâu. Chốt em màu xanh ngọc.
Xanh ngọc em còn được C1 với C2. Chốt em xanh ngọc nha cả nhà. Rồi màu này lên giúp em là màu nâu đất. Không, không có còn bộ nào C4 hết đó chị. Xanh đen xe số 2 chị Thu Lê có nha chị ơi. Xanh đen 1 là em chốt cho chế Lê Hương, 2 là của chị Thu Lê. Xanh đen hiện tại bây giờ em còn được có bộ C1 à. Là màu nâu đất em còn được xe số 1 với xe số 2. Nâu đất em còn được xe 1 với xe 2 rồi em hết nha. Chứ sao mảnh bông của mình còn nhiều hơn. Em lên cho các chị một cái 6 mảnh bông nữa xong rồi em hết nha cả nhà. Xong rồi thảy cái đùi lên cho chị đi. Xong rồi tới được chị đã được. Thảy cái lá mè chị. Giá cũng 1,20 luôn nha. Bộ 6 mảnh bông giúp em luôn. Giá 1,20 luôn. Em đang mặc mã này là các chị lên giúp em mã hồng. Mã hồng còn 1, 2. Mã hồng em còn được size 1 với size 2. Size 1 là 50kg trở lại và size 2 là 55-56kg trở lại. Rồi chốt em mã này là mã hồng nha cả nhà. Hồng em còn được size 1 với size 2. Cái này là cổ tròn, em viền cổ, viền tay và viền lai cho cả nhà mình luôn nha. Lên giúp em bộ này, quần cũng là quần ống đứng luôn nha các chị. Dạng nó đứng xung xung xuống. Rồi lên giúp em bộ này nha. Cả nhà chốt em mã này là mã xanh nha. Mã hồng, lên giúp em mã hồng. Rồi mã này lên giúp em mã đen. Đen nghe chưa nghe. Em còn có 1 hả chị? Bộ đen này em còn duy nhất size số 1 hả các chị. Lên giúp em mã đen. Chốt em mã đen nha, đen. Chốt em mã đen các chị, mã đen. Chốt em đen. Là mã lá 1, 2. Lá em còn được size 1 với size 2. Chốt em mã lá. Lên giúp em mã lá nha các chị. Lá em còn được size 1 với size 2. Đen 1 em chốt cho chế Thúy Quỳnh. Rồi nhí cam còn bộ duy nhất luôn size 1. Nhí cam em còn có 1 bộ size số 1. Chốt em mã nhí cam. Nhí cam sọc xanh. Sọc xanh em còn được 1, 2, 3, 4. Lên giúp em mã sọc xanh. Sọc xanh còn được 1, 2, 3, 4. Giá 120.000 một bộ. Chắc không lỗ luôn nha cả nhà. Coi giảm 4 chị. Mã da em còn duy nhất 1 bộ size số 3. Da em còn được 1 bộ size số 3 thôi các chị. 60-61kg trở lại. Chốt em mã da. Da em còn được 1 bộ size số 3. Chốt em mã da. Rồi. Xanh đen. Da 3 em chốt cho chế Út Quỳnh. Sọc xanh cho chế Thí. Sọc xanh 3 cho chế Thí Quỳnh. Da 3 em hết cả nhà. Da 3 cho chế Út Quỳnh là em hết. Cái này còn như xanh đen 1, 2, 3. Xanh đen còn 1, 2, 3. Xanh đen em còn được size 1, size 2 và size 3. Cái chị đẹp chốt em mã xanh đen. Xanh đen này cũng đẹp nữa nè. Bông nó nhí nhí vậy nè mấy chị. Xanh đen em còn được size 1, size 2 và size 3. Cái chị đẹp chốt giúp em mã xanh đen. Rồi bi cam. Bi cam em còn duy nhất size số 3 hả các chị. Đen 3, đen 3 hết rồi chị Út Quỳnh ơi. Em chào chị Hiếu Phụng. Đen em chỉ còn size số 1 thôi. Cái bi cam này là ở dưới nó có họa tiết ẩn vậy nè mấy chị. Rồi cái bi nó mới là in lên ha. Rất là đẹp luôn. Lên với em bi cam. Bi cam em chỉ còn duy nhất size số 3 thôi. Chốt em bi cam. Bi cam size số 3 cho chế Thiên Long Vũ. Chốt em mã bi cam nha cả nhà. Bi cam
rồi xanh biển. Một với bốn. Xanh biển em còn được size 1 với size 4. Bicam 3 cho chế Thúy Quỳnh một bộ. Cái xanh biển này đẹp lắm luôn nè mấy chị. Xanh biển này mặc lên đẹp. Em còn được size 1 với lại là size 4. Cái chị đẹp chốt em xanh biển nha. Xanh biển em còn được size 1 với size 4. Chốt em ở xanh biển. Đây còn bộ này được size 4 nè chế Xuân Thảo. Bộ xanh biển này đẹp lắm nè chế lấy đi. Xanh biển 1 em chốt cho chế Trúc Linh Nguyễn. Là em hết xanh biển 1, em còn được xanh biển 4 cả nhà. Còn xanh biển này mặc đẹp lắm, sáng. Sáng trắng. Sáu mảnh là em không có xẻ linh hai bên nha cả nhà. Đây, bộ xanh biển. Bộ này mà chị nào mà có nay bụng à, dạ bụng dưới á, như chỗ từ cái rúng trở xuống mà bụng cái chị có hơi to tí xíu cái chị mặc vẫn không thấy nha. Và nó rất là tôn cái vòng eo của chị luôn. Những cái bộ này là mấy cái chị mà hơi chung chung tuổi ở bên em cái chị rất là thích luôn nè. Cái kiểu sáu mảnh này nè. Chị nào lên cũng thích chứ. Rồi lên giúp em mã xanh biển nha. Xanh biển hiện tại em còn size số 4 thôi cả nhà. Chốt em xanh biển. Xanh biển 4 em chốt cho chế miền Tây quê tôi. Ok, chế miền Tây quê tôi. Xanh biển 3 hết rồi chế Thế Quỳnh ơi, em còn xanh biển 4 à. Bicam em còn được một bộ size số 3, 60-61kg trở lại. Chốt em Bicam cả nhà. Bicam em còn được size số 3. Rất là đẹp luôn. Bicam size số 3 chị Thiên Long Vũ có rồi á, chị Thiên Long Vũ hồi nãy em lấy cho chị rồi á. Bicam 3 cho chế Út Quỳnh là em hết Bicam 3. Chốt em xanh đen. Xanh đen còn 1, 2, 3 hả Quỳnh? Xanh đen em còn được 1, 2, 3 luôn nè cả nhà, rất là đẹp ạ. Xanh đen em còn được size 1, size 2 và size 3. Các chị đẹp chốt em mã xanh đen đi cả nhà, đẹp lắm. Hỏi buông lên đúng không? Xanh đen 3 cho chị Út Quỳnh. Chốt em mã xanh đen nha. Xanh đen em còn được, còn 3 nữa không Quỳnh? Còn rồi, xanh đen hiện tại em còn được 1, 2, 3. Các chị đẹp chốt em mã xanh đen, rất là đẹp. Cọc xanh em còn được 1, 2, 3, 4. Cọc xanh em còn được 1, 2, 3, 4. Xanh đen 3 cho chế Thúy Quỳnh. Út Quỳnh. Cọc xanh em còn được 1, 2, 3, 4. Chị đẹp lên giúp em mã cọc xanh. Sọc xanh còn 1, 2, 3, 4 nha các chị ơi, chốt em mã sọc xanh. Nhí cam còn duy nhất một bộ size số 1. Chốt em nhí cam. Chị Duyên Lê chốt xanh đen size số 2 cho chị Duyên Lê. Ok chứ Duyên Lê. Rồi cái bộ nhí cam này lên nó đẹp. Chế Thí Quỳnh ơi, chế dừa không, chế lấy luôn bộ này đi, bộ này đẹp. Còn có một bộ rồi chứ. Chốt em mã nhí cam nha cả nhà. Nhí cam em còn được bộ size. Bà ba hả chị, cái chị muốn mua bà ba áo lẻ hả? Bà ba áo lẻ là hiện tại em chỉ còn có nhiêu bông như bữa giờ em lên cho mấy chị đó, cái bông chân á. Nhí cam 1 em chốt cho chế Thúy Quỳnh. Bữa nay chắc không có lên bà ba quá, chị miền Tây quê tôi.
Bà ba em hẹn các chị ở cái live tối hay gì đi các chị. Vô bọc lại đi. Có ai chứ Hương ở lại live nha. Nguyên bệnh gì. Cười. Cái gì? Chí cam không có say hai chứ thúy ngô rồi. Mã lá đi chị, lá còn 1, 2 hả Nguyên? Lá còn 1. Lá em còn được xe 1 chứ xe 2 chứ ơi. Chứ chốt qua lá đi. Ý cam có xe 5 chứ Thanh Ngọc xe 5 em không còn bộ nào hết trơn. Bộ mẫu này không còn bộ nào xe 5. Bữa nay ta không bỏ bữa sáng mình lên nhà nhí cam, nhí cam em còn được xe 1 với xe 2 rất là đẹp luôn cả nhà. Ủa quên bộ mã lá lộn. Xin lỗi. Lá còn được 1 với 2. Ủa vậy không biết trưởng mà. Không biết được chốt. Thử chị Hưng đó mà chị Hưng nói gì chưa. Nghe viên thử. Ho hoài. Thôi bà không nhớ bà đừng đợi hồi người ta. Lá em còn được xe 1 với xe 2 cái chị. Cháu em mã lá nha. Lá này rất đẹp nè. Cái họa tiết ở ngoài đẹp lắm chị. Lá em còn được size 1 với size 2 chị lên với em mã lá. 120.000 một bộ. 6 mảnh không lỗ rất là đẹp luôn. Rồi cuối cùng là mã đen. Đen em còn duy nhất size số 1 nhưng cái chị 2 bộ. Chỗ em mã đen. Đen em còn duy nhất size số 1 với chị 2 bộ. Chất giải coi dạng 4 chiều ha chị, mặc rất là thoải mái. Chị mặc ôm ôm trong người nó nhìn người mình rất là gọn. Lên giúp em mã đen, đen em còn duy nhất size số 1. Rồi, đen số 1 cho chị Thúy Ngô. Ủa chế Thúy Ngô là mặc size số 1 mà sao nhí cam là chế chốt size số 2, sao còn size số 1 chứ không chốt mà hết luôn rồi. Không, ý chị hỏi có size 1 thôi, chị em chốt size 1 chứ chốt size 2 á, mà size 1 cũng hết rồi, chốt cho chị Thúy Quỳnh hết rồi. Size 1 là 50kg trở lại ha các chị, rất là đẹp luôn. Với lại cái vải này nó cũng dày dặn á, nên là khi cái chị mặc nó ôm vô nó vẫn định hình được cái form cái body của mình ha, rất là ok. 50kg cao 1m55 trở lên thì mặc size số 1 ha chị, gọn người thì mặc size số 1 còn tròn người thì lên size 2. Không, tại nãy em thấy nhí cam chị chốt size 2 rồi nên em mới ủa em nhớ có size 1 thôi chứ không chốt. Rồi em offline ở đây luôn nha các chị. Các chị nếu như mà chưa có xem được cái mẫu, những cái mẫu đầu tiên thì các chị có thể là coi lại like giúp em rồi các chị nhớ cái mã đồ với cái size của các chị á. Nếu mà được thì mấy chị đọc mấy bạn nhà em lấy thêm cho mấy chị nha nếu còn. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ton em còn như chị Phương Thùy. Ton thì em lên rất là nhiều cho các chị rồi đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ em chỉ còn size 60kg trở lại thôi. Còn có size 2 với size 3 không à, 4, 5, 6 không còn bộ nào hết. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha các chị. Bye các chị.